Ở trong đây ai là cái người nghèo đâu, giơ tay lên thầy coi. Chỗ bà này hột sòn đeo đầy tay phải giơ tay lên kìa. Ai, xin lỗi, bây giờ nói rõ hơn, tức là ai mà nghèo về tiền đó, tức là cơm không đủ ăn nè, áo không đủ mặc, thuốc không đủ uống, cái đó gọi là nghèo, chứ không phải là có cơm có áo có thuốc chưa gọi là nghèo. Ai lâm vào ba trường hợp đó giơ tay lên. Vậy là khá hết rồi phải không? Trời ơi, mừng quá, không ngờ mình được gặp những người có phước báo. Thầy biết chắc chắn một điều rằng quý vị cũng từng trải qua những thời kỳ khó khăn. Có những khúc quanh của cuộc đời chúng ta không có thoải mái về tiền bạc, hay là thu nhập của chúng ta nó không có ổn định. Thì có khi nào quý vị than trời trách đất là tại sao mà tôi nghèo quá không? Có không? Không biết quý vị có không, chứ thầy cũng có. Nhiều lúc mình cần làm những cái chuyện gì đó mà không đủ phương tiện, cái thầy ngồi mình nói trời sao mình tu cũng ngon lành mà sao mình nghèo quá vậy nè. Thầy nghĩ quý Phật tử ở nhà thỉnh thoảng quý vị cũng sẽ khởi lên cái ý niệm thắc mắc là tại sao mình lại nghèo, trong khi đó mình thấy mình sống tốt, mình sống đạo đức, mình sống rất là nhân từ, nhưng mà mình vẫn cứ phải nghèo. Trong khi cái bà hàng xóm, bà giữ như con chằn, sống mà gây lộn giáp xóm, ăn hiếp chồng, mắng chửi con, vậy mà bà giàu quá, tại sao vậy? Có thắc mắc không? Mình thì làm ăn lương thiện, còn cái ông kia thì ổng làm ăn không lương thiện. Cái lương thiện của mình thì thu nhập lại không có nhiều, còn ông kia làm ăn không có lương thiện mà thu nhập lại rất là cao. Cũng làm cho chúng ta thắc mắc, cũng làm cho chúng ta buồn, cũng làm cho chúng ta khổ, phải không? Kính thưa quý vị, giàu nghèo đều có lý do. Không thể nào mà khi không chúng ta nghèo, khi không chúng ta giàu. Nó đều có nguyên nhân từ trong quá khứ. Hôm nay để giúp quý vị có thể bình tâm trước sự đổi thay về tiền bạc của cải vật chất của mình, tạm phân định là người giàu nghèo trong cuộc sống qua cái nhìn của Phật giáo, thầy xin phép trình bày với lại quý vị qua chủ đề nhân duyên giàu nghèo. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, hôm nay thầy chỉ xin phép được trình bày một góc nhỏ về vấn đề cảm nhận giàu nghèo của người học Phật, chứ không phải trên cái giàu nghèo của thế gian. Vì ở thế gian người ta cho rằng có nhiều tiền, có nhiều tài sản thì gọi là giàu, phải không? Nhưng đối với cái nhìn của Phật học, điều đó chưa chắc. Cho nên chúng ta cần biết mình phải làm giàu cái gì và mình đang nghèo cái gì cần phải cải thiện. Thầy chỉ xin phép được chia sẻ với lại quý vị giàu nghèo qua lăng kính của Phật giáo, để chúng ta có thể ngay bây giờ dù không có tiền chúng ta cũng không có khổ lắm, buồn chút thôi. Nhưng mà dù đang có nhiều tiền, chúng ta không trở thành những kẻ trịch thượng, ngạo mạn và coi trời bằng vung. Mình phải biết rằng sống trong cuộc đời này ai cũng mong sanh vào trong một gia đình khá giả, có điều kiện để mình học hành, cũng như chúng ta ra đời làm ăn có một chút vốn liếng, rồi chúng ta lấy đó làm cơ sở để xây dựng đời sống của mình nó hạnh phúc hơn, ấm êm hơn, và nó thuận lợi hơn tất cả những người không có điều kiện. Nhưng quý vị thấy cuộc đời này nó lắm ngang trái, nhiều trớ trêu cho kiếp người của chúng ta, vì chúng ta không thể nào chọn lựa cho được cái nơi mình sinh ra.
ai không muốn mình đẹp, ai không muốn mình giàu, ai không muốn mình cao hơn thước 7 giống người mẫu. Nhưng mà tại sao mình sanh ra mình cũng không đẹp lắm, nhà mình cũng không khá lắm, rồi mình cũng không được cao lắm, phải độn đôi guốc hai tấc lên, đi cà dẹo vô chùa lật dò. Có mấy cô Phật tử đi vô chùa thầy mang guốc vậy nè, thầy nói con ơi đi kiểu này lật dò, thầy mới vừa nói lật dò liền có bắt đầu cái mấy cô đó nói thầy rủa, thầy nói linh quá, thầy vừa nói cái trật dò liền. Thầy nói không phải, tại vì chùa thầy đó là xếp cái đường đi bằng đá chứ không phải bằng đất, cho nên là mang cái guốc cao gót đó là nó dễ bị kẹt xuống cái kẽ, cái kẽ giữa hai viên đá đó, kẹt xuống cái rút chân đâu có lên, té dập mặt lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc. Thầy đó chỉ cần nhìn đôi guốc thôi là thấy con lùn rồi, tốt nhất cứ để tự nhiên vậy đi. Nguyên nhân gì sao mình lùn mình phải hiểu là do mình thiếu tôn trọng người khác, ngạo mạn, coi ai cũng coi rẻ người ta. Chính cái tâm ngạo mạn đó cho nên mắc quả báo đời sau chiều cao khiêm tốn đó. Thì mình cải thiện cái nhân đó để đời sau mình cao hơn, mình đẹp hơn, chứ đâu có cần đi giải phẫu mà rút chân ra, kéo xương cho nó dài ra. Thầy thấy có mấy người đó đăng báo đó là phải phẫu thuật là cưa cái xương chân mình ra rồi kéo ra, rồi không biết có đắp bột, đắp xi măng gì vô không biết, mà nó cũng cao lên được chút xíu, mà phải đổi lại cái sự đau đớn nằm ở trên giường như vậy suốt 6 tháng trời. Quá can đảm để được cao có mấy phần thôi mà phải cưa xương ra, trời ơi. Nếu mà để được giải thoát mà cưa chân cưa cẳng thì nghĩ mấy người đã mau thành Phật lắm. Làm đẹp tức là chúng ta tươm tất hơn, sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, đó gọi là làm đẹp. Còn làm điệu tức là dành quá nhiều thời gian chăm sóc cho cái thân tàn của mình. Thân thể mình tất cả cũng chỉ là giả tạm, có gì thật đâu. Rồi một hơi thở ra không hít vào, ô hô dân tán tuyết tiêu qua tàn nguyệt quyết, là chúng ta chuyển hộ khẩu ra nghĩa địa rồi. Còn cái gì nữa mà làm điệu làm gì mất thời gian. Đang lúc mà dán lông dao giả đó là vô thường tới đi đâu, đâu có niệm Phật. Có ai vừa dán lông dao giả vừa niệm Phật không? Không có rảnh, chắc chắn rồi, mắc lo làm điệu rồi. Rất là nguy hiểm nha. Nó sẽ hình thành một cái thói quen, tạo thành nghiệp. Và chính cái nghiệp này nó dẫn chúng ta đi tái sinh. Nhưng mà khi tái sinh rồi đó, chúng ta không được thoải mái về tiền bạc, về vật chất, về địa vị, rồi tình thâm quyến thuộc cũng không có được ngọt ngào đầm ấm giống ngày xưa. Chúng ta ngồi đó chúng ta than trời trách đất, tại sao tôi khổ như thế này, tại sao đời tôi nó bạc bẽo như thế này, đời tôi nó trung chiên như thế này. Tất cả đều có nguyên nhân, đều có lý do hết, mà do nghiệp chúng ta tạo từ trong quá khứ nó dẫn chúng ta đi tái sanh. Chúng ta đâu có chọn được. Chúng ta muốn rất nhiều thứ, thích rất nhiều điều và ham hố những thứ rất lạ. Nhưng tại sao chúng ta lại lâm vào một cái hoàn cảnh muốn cái gì cũng không được, thích cái gì cũng không thành, làm gì nó cũng không xong hết. Cái đó là cái nghiệp. Cái nghiệp nhân chúng ta đã tạo từ ở trong quá khứ, cho nên bây giờ khiến cho chúng ta không thành tựu được. Cho nên thầy vừa nói với lại quý vị, không một ai chọn được nơi mình sinh ra, mà do nghiệp nó dẫn chúng ta đi thọ sinh. Mà khi nghiệp nó dẫn chúng ta đi thọ sinh đó, chúng ta đi đến những cảnh giới nó tương xứng với mình, cái nghiệp của mình tạo ra, mình ham thích. Cho nên cảnh giới đó hiện ra rất là đẹp, rất là tốt, để cho chúng ta đi vào trong đó không ngập ngừng, mạnh dạn lao vào trong đó. Tới khi sinh ra rồi chúng ta mới biết mình bị nghiệp dẫn. Thầy thí dụ cái chuyện này cho quý vị nghe. Quý vị đã xem phim Tây Du Ký rồi đúng không? Có một nhân vật mê đủ thứ, thích đủ thứ, vậy mà đi theo đường Tam Tạng đi thỉnh kinh. Quý vị nhớ nhân vật đó tên gì không? Đúng, Trừ Bát Giới. Nghe cái chữ trừ không là thấy chán đời rồi. Trừ Bát Giới tiền thân là gì? Là ai? Trời nhớ kỹ dễ sợ không? Đúng, Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Đình đó. Nhưng mà vì sao bị đài xuống? Ông này không thích cái gì?
thích uống rượu ngon, thích nói nghe thô quá vì cái đẹp, thích thằng Nga đó, tức là có cái máu ấy, tức là thích hưởng thụ. Nói đơn giản tức là Phật giáo gọi cái đó là ái dục. Thiên Bồng Nguyên Soái sống nặng về ái dục cho nên mới phạm lỗi xúc phạm tới Hằng Nga để làm rơi bể cái chén ngọc, cho nên bị đài xuống nhân gian. Thì quý vị biết khi xuống nhân gian Trư Bát Giới đi tới đâu không? Không biết. Khi mà đài xuống tới đầu thai đó, Trư Bát Giới thấy có một tòa lâu đài đèn đuốc sáng rực, và trong đó có rất nhiều mỹ nữ đang múa hát đàn ca. Trúng tủ rồi, xuống trần gian mà kiểu này ổng xin ở trần gian suốt đời. Ở thiên đình đâu được tự do, thấy không? Mới chọc tới Hằng Nga chút xíu bị đài xuống, mà té ra đài xuống là trúng tủ. Đó, thấy có mỹ nữ múa hát, có rượu ngon, té là láo vào trong tòa lâu đài đó, thích quá. Nhưng mà khi vào trong tòa lâu đài, đèn tắt, tiếng nhạc dứt bặt, mỹ nữ biến mất, lập tức tối thui, ngột ngạt, thở không được, nhúc nhích không được. Đâu cái nghe té ra ông chung vô bụng heo nái. Con heo nó sanh ra, con heo mẹ nó sanh ra. Nhưng mà do cái nghiệp lực của Thiên Bồng Nguyên Soái tạo ra, cái nghiệp đó là nghiệp gì? Ái dục, tức là đắm mê tụ sắc. Cho nên chính cái đó nó dẫn tới cái lâu đài đẹp, nhìn thấy đẹp nhưng thực sự đó là cái bụng heo nái. Mà do cái tâm ái dục nó dẫn đi tới đó, không bao giờ thấy ra cái bụng heo nái, mà thấy ra đó là tòa lâu đài có nhiều mỹ nữ ca múa hát sướng. Chứ nếu ông thấy cái bụng của heo nái, ông dám vô không? Dám không? Sao dám? Trời ơi, có khùng cũng khùng vừa thôi, phải không? Cho nên chúng ta bất lực trước nghiệp dẫn chúng ta đi, sức mạnh của nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Chúng ta không có đủ cái trí tuệ để chúng ta thấy ra được cái nghiệp nó chi phối mình. Cho nên chúng ta thấy đẹp hết, mà cái đẹp đó là nó chiêu cảm tương xứng với lại cái tâm tham dục của chúng ta. Bây giờ ai biết đánh bài tứ sắc ở trong này giơ tay lên thầy coi. Thầy cũng biết. Trời ơi, nhỏ thầy đánh bài tứ sắc dữ lắm đó nha. Mà đánh thua không à. Ở sớm thầy cờ bạc ghê lắm, sớm ngã ba nhà thọ. Từ nhỏ lớn lên thầy biết đánh bài tứ sắc. Những người thích đánh bài tứ sắc, quý vị thấy đi ngang cái sòng bài có đi nổi không? Đi nổi không? Không, đứng ngoài cũng nhìn vô, người ta đủ tay rồi cũng nhìn vô. Nói làm sao cho một người nghĩ để mình chen cho mình đánh, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ đánh bài thắng với thua, mình nắm chắc phần nào? Vậy đó, mà biết đánh bài thua mà cũng nhào vô đánh bài thua. Tại vì mình cứ nghĩ là nó thắng, mình cứ nghĩ là mình sẽ ăn. Nhưng mà cái nghĩ là một chuyện, cái đó là cái tham dục. Chính cái tâm tham dục đó nó làm cho chúng ta thấy cái sòng bài nó đẹp. Nhưng mà tới khi thua rồi đó mới đổ quạo, gặp ai gây nấy, gặp ai cự nấy, phải không quý vị? Tức là mình thích cái nào là mình sẽ thấy cái đó đẹp. Thương người thương cả lối đi là như vậy đó. Hãy mà thương cái người đó thì nó có bị sứt môi cũng thấy nó đẹp, nó có bị cán giá cũng thấy nó quý phái, nó có cao thước mốt năm phân cũng thấy nó dễ thương, phải không quý vị? Mà ghét rồi thì nó có phết vàng từ đầu tới chân mà nhìn mình cũng muốn ói. Tâm của chúng ta khởi lên cái nào hướng về tham dục, chính cái đó nó chiêu cảm cảnh giới cho chúng ta hướng về đó. Quý vị thích ăn canh chua với cá kho thì trên bàn ăn quý vị thấy canh chua cá kho là tuyệt vời nhất, còn những sơn hào hải vị khác là bình thường. Cái tâm của mình nó khởi lên cái ý thích đó. Quý vị thấy một cái giảng đường mà bông hoa rực rỡ đẹp như thế này, không phải là ai cũng thích hết đâu. Những người mà thích bông hoa, người ta sẽ thấy nó đẹp. Và những người mà hỷ cúng hoa làm đẹp đạo tràng, người ta sẽ rất an lạc. Và họ biết rằng khi cúng dường hoa làm đẹp đạo tràng, làm đẹp pháp tòa, nó sẽ chiêu cảm một cái phước báo đời sau. Người đó sẽ có một thân tướng đoan nghiêm. Đoan nghiêm chứ không phải trang nghiêm nha quý vị.
tức là một cái vẻ đẹp thù thắng, không cần chỉnh sửa cài xới, vẫn đẹp như thường. Thơm nữa, người nó thơm nữa, chứ không phải mồ hôi mình giống nồi canh chua đâu. Nhưng mà có một số người, quý vị thấy nó lạ lắm. Khi mà người ta có tâm tùy hỷ, người ta thấy như thế này, ta thích lắm. Trời ơi, ai mà làm đẹp quá vậy ta? Ước gì mình cũng có điều kiện mình làm như thế này. Nhưng mà có một số người sẽ không đồng ý. Không có tiền, có chỗ để. Dư tiền quá, đi làm chuyện rùi bu, mua bông trang hoàng vài ba bữa cũng hốt dục. Chính thầy nghe mà. Có một lần thầy đi tới một cái đạo tràng đó, thầy đi giảng. Thầy đi tới rồi, thầy ngồi phía sau. Ở trong thì nó cách có một cái bức vách thôi, nhưng mà nó có thể nghe được. Thì ở ngoài đó mấy Phật tử bàn tán nhau cái vụ mà cái pháp tòa với lại chánh điện, là có một Phật tử nào đó cúng dường 50 triệu đồng tiền bông, rước luôn một cái nhóm thợ về cắm cho toàn bộ cái lễ đó. Thầy đi tới dự, quý vị biết đẹp lắm, quý vị khánh thành cái chùa đó một dọc vậy nè, trên chánh điện để dài vậy nè, 20 chậu bông sen. Mà quý vị cắm một loại bông sen để 20 chậu một dọc thẳng như thế này, rất là đẹp. Trên pháp tòa cũng bông sen, trên bàn Phật cũng bông sen, mà cắm nghệ thuật vô cùng. Thầy thấy thầy thích quá, thầy thấy nó đẹp quá. Thầy khởi cái tâm tùy hỷ với cái người hỷ cúng và cái người mà thực hiện đó. Vậy mà ở ngoài thầy nghe có một cái giọng chanh chua vô cùng. Mấy mẹ này dư tiền, người ta nghèo sặc máu kìa, không mua gạo cho người ta ăn, mua bông vô đây làm chùa làm gì, vài ba bữa cũng hốt dục à. Trời ơi, không cúng thì thôi, mắc cái gì mà đi nói người khác. Trong đây có ai từng mà vô tình xỉa xói người khác kiểu đó không? Có không? Quý vị tốt quá, cảm ơn. Người ta nghèo là do cái nghiệp. Do cái nghiệp. Bây giờ mình có bố thí cho họ bao nhiêu họ vẫn nghèo, trừ khi nào họ phát tâm bố thí họ mới giàu. Mình cứ cho họ đầy lúa, đầy gạo, đầy tiền, họ vẫn nghèo chắc chắn. Tại vì họ không cải thiện cái nghiệp, cái nghiệp nhân nghèo khó, thì họ ngồi trên đống vàng họ cũng là người nghèo khó. Cái chuyện bố thí nó có cái phước của bố thí cho người nghèo, còn cái chuyện dâng hoa cúng dường cho Đức Phật nó có cái phước báo của cái chuyện này. Mỗi cái nó một cái riêng mà tự nhiên đem nó ghép chung như thế. Mà quý vị biết á, thầy tưởng đó là xong nha. Khi thầy giảng á, thầy hỏi có ai thắc mắc gì không? Cái chính cái người đó giơ tay hỏi. Hỏi ra là thầy biết ngay cái cô này liền, tại thầy nhận ra cái âm điệu á chanh chua y như vậy. Dạ thưa thầy, con có một cái thắc mắc như thế này. Dân chúng còn nghèo lắm, mà có một người đó cúng dường á, là bạc triệu để mua bông, theo lẽ lấy cái tiền đó đi mua gạo cho người ta, thì cái phước nào nó lớn hơn? Thì nói cho con nghe. Thầy mới hỏi lại vậy chứ, theo như con đó là cái phước nào nó lớn hơn? Cậu nói con thấy bố thí cho người nghèo là thực tế hơn, cho người ta ăn, chứ còn đem bông cúng để đẹp chút xíu dẹp à. Thầy nói như vậy thì con cứ bố thí đi. Dạ con có chứ, con có bố thí chứ, nhưng mà cũng có giới hạn chứ, của đâu cho hoài thầy. Thầy nói ủa sao thấy cái phước lớn mà sao không chịu làm? Con thấy mà con còn không làm, người ta nhiều khi người ta không thấy sao người ta làm được, phải không? Cho nên mình phải thông cảm với người ta. Mà thầy thấy đeo vàng từ đầu tới chân vậy đó, mà không biết đồ thiệt hay đồ giả. Mà cái cách nói đó mình biết là cái người không có tùy hỷ. Bố thí nó là một cái chuyện riêng. Còn mình trang trí bông hoa đẹp như thế này, tuy rằng không ăn được, nhưng lòng của chúng ta hoan hỷ. Hoan hỷ tức là an lạc. An lạc tức là món ăn của tinh thần. Cho dù chúng ta không có cơm ăn, chúng ta cũng sẽ cảm thấy bằng lòng, chúng ta cũng sẽ cảm thấy vui. Quý vị thấy có nhiều người thấy không, họ nghèo lắm, nhưng mà họ sống hạnh phúc. Họ cũng có thể sống được, họ cũng có thể qua được. Nhưng ngược lại những người rất giàu có nhưng không hạnh phúc, cho nên treo cổ chết ào ào. Do người ta không có giải thoát được những cái khổ đau. Thì khi cái vị Phật tử đó hỏi như thế, thầy biết ngay, thầy mới nói con nên tập cái tâm tùy hỷ. Cái nào nó cũng có phước báo bằng nhau, tùy theo cái sự phát tâm của mình.
mình có 10 đồng mà mình dám cho 10 đồng thì cái phước đó nó sẽ biến thành công đức. Nó lớn hơn cái người có 10 triệu mà chỉ cho 100 ngàn. 100 ngàn nó hơn 10 đồng á, nhưng mà cho như thế nó không có nhiều so với tài sản mình có. Còn một người bán ve chai mà có 100 ngàn, người ta cho hết 100 ngàn, quý vị biết nó rất là lớn. Bố thí bằng cả sinh mạng, bằng cả sự sống của mình, cái đó mới gọi là công đức. Mà công đức thì không thể nghĩ bàn, và nó tồn tại mãi mãi giữa cuộc đời dâu bể này. Cho nên chúng ta sinh vào nhà, cha mẹ là ai, hoàn cảnh như thế nào, đó là điều mà chúng ta không thể nào chọn lựa được và tự quyết cho mình được. Tất cả đều do nghiệp duyên của quá khứ của mình dẫn dắt. Rồi khi lớn lên, cuộc sống đẩy đưa chúng ta ra ngoài đời, chúng ta đi kiếm tiền. Trong cái cuộc mưu sinh đó, chúng ta lại thêm một lần nữa phải tạo ác nghiệp. Có khi vì nghèo quá chúng ta phải gian dối, có khi vì chồng, vì vợ, vì con cái mà chúng ta trở thành kẻ bất lương. Có khi vì cái cuộc sống của gia đình này mà chúng ta chấp nhận đời mình đi tới vực thẳm, không có lối thoát. Phải làm những điều ngang trái, phải làm những điều không đúng với pháp luật, phải làm những điều mà dẫm lên trái tim của người khác, phải làm cho cuộc sống khác nó phải khổ hơn nữa. Vì gia đình, vì người thân, vì núm ruột của mình, có khi chúng ta sẽ trở thành những con người tội lỗi mà mình không hề biết. Ban đầu quý vị cũng sẽ mắc cỡ, cũng sẽ biết tàm quý, biết hổ thẹn, biết ngại ngùng. Nhưng dần dần rồi chúng ta quen, chúng ta lờn. Cho nên quý vị thấy cuộc sống nó đẩy đưa chúng ta trở thành con người xấu lúc nào chúng ta không hay. Chúng ta tạo ác nghiệp lúc nào chúng ta không biết. Cái biết của ngày xưa nó khác với bây giờ. Ngày xưa chúng ta biết xấu hổ, nhưng bây giờ chúng ta lì rồi, chúng ta chai rồi, nhiều khi chúng ta liều luôn, hồi kệ, tới đâu hay tới đó. Cho nên quý vị thấy những biến động của cuộc sống này, nó làm cho con người cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì sao? Không phải ai sanh ra cuộc đời này cũng thành công, không phải ai sinh ra trong cuộc đời này cũng có những cái phước báo lớn là thành đạt mọi sở nguyện của mình, hay là học hành được tới nơi tới chốn, cơm ăn áo mặc được no đủ. Không phải ai cũng thế. Nhìn qua cái nhà đối diện, nhìn xa hơn ở trong hàng xóm của mình thôi, quý vị sẽ thấy rất là rõ điều này. Và khi thấy họ bươn chải đi kiếm tiền, quý vị thấy cách cư xử của họ, ngày nào đi làm về mà có tiền đó thuận lợi thì cái gia đình đó có thể đầm ấm, nhưng mà không có tiền rất có thể sẽ to tiếng với nhau, nặng lời với nhau, mắng chửi với nhau, thậm chí còn quánh lộn với nhau nữa. Hồi xưa thầy ở xóm nhà thầy thấy nhiều người quánh lộn với nhau, thầy thấy ngán lắm. Vợ chồng cái lộn với nhau như cơm bữa vậy đó. Rồi thầy không biết qua ngày hôm sau nhìn nhau làm sao không biết, sao họ mau quề quá. Trời, thầy giận ai quý vị biết không? Thầy gặp mặt người đó thầy mắc cỡ ghê lắm. Mấy ngày luôn, mấy người tới làm quen thầy cũng mắc cỡ mà. Mà đằng này chợ tự nhiên quánh lộn rầm mà hôm tự nhiên sáng ra cái bình thường. Thầy không quen. Cho nên thầy đi tu là vậy đó. Thầy không quen cái cách sống như vậy. Hơn thua nhau, vợ chồng mà chửi nhau, những lời không thể chấp nhận được, nói nặng với nhau. Trời ơi, người mà hứa cùng đi với mình bên cạnh cuộc đời này, vậy mà nỡ lòng nào mình nặng lời người ta, mình sỉ nhục người ta, rồi đánh người ta. Thầy thấy kỳ quá, mình đạp cái gai còn đau mà, phải không? Phải không quý vị? Đó, vậy mà nỡ lòng nào mà quánh người ta. Thầy thấy kỳ quá. Nếu như chúng ta có phước đó, chúng ta sanh vào trong một cái gia đình tương đối có điều kiện, và cha mẹ mình có thể hỗ trợ cho mình một số những nhân duyên cho chúng ta đi vào đời, học tập, rồi học nghề, hoặc giả là chúng ta gây dựng sự nghiệp của mình ở nhiều phương diện, thì thật sự chúng ta chỉ đỡ vất vả một chút thôi. Nhưng ai có thể bảo đảm được rằng mình sẽ bình yên suốt đời với sự hỗ trợ đó? Có một vị Phật tử, thầy không biết giàu cỡ nào ở Sài Gòn, mà đi tới chùa thầy, rồi mới kể là đi cúng dường các chùa khác, rồi đi tới chùa thầy cũng cúng dường.
thì thầy chỉ khuyên một câu thôi là phải cân nhắc. Cúng dường là tốt nhưng mà phải cân nhắc giữa cái vấn đề thu nhập của mình, để làm sao cả gia đình, chồng và con của cô cũng phải quan nghĩ với sự cúng dường này. Chứ cả gia đình không có đồng thuận thì cái cúng dường, cái pháp cúng dường đó nó không có thành tựu. Tiền bạc kiếm khó khăn lắm. Quý vị biết cái gì đó tuyên bố làm sao? Khi nào sông Đồng Nai hết nước con mới hết tiền, thầy đừng có lo. Trời, bà chảnh dễ sợ, chưa chắc ai giàu hơn ai nha. Bà đặt chảnh, thấy không? Thầy không có cộng tóc, thầy thấy thầy giàu không bà nhiều. Cái gì cười ghê vậy? Tại vì mình không có tính hơn tính thua, mình luôn sống nhân ái. Đó là mình giàu nhân nghĩa, giàu đạo đức rồi, cái đó mới quan trọng, cái đó mới bền. Còn tiền bạc xin lỗi, chưa chắc đâu, ngày mai nằm nhắm mắt xua tay rồi. Tiền là gì chứ, phải không quý vị? Rồi mà khi mình bệnh nặng xuống, mình có một đống tiền mình làm gì? Có thể mình mua được bác sĩ kìa, nhưng chúng ta mua được sức khỏe không? Chúng ta mua được máu, mua được thuốc nữa kìa, thuốc đặc trị, thuốc tốt đó, nhưng chúng ta có mua được cái sinh mạng mình không? Cho nên tiền cũng là con số không trước những bối cảnh nghiệt ngã của cuộc đời. Phải biết nó là phương tiện thôi. Thầy thấy cái chị này chỉ nói nó quá đi, thầy mới nói con ơi, ở trong kinh có câu là phước bất đường quyên. Trong phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, tức là có phước báo không nên phung phí. Con là người đang có phước báo thì phải biết cách tiết kiệm phước của mình để dành phước của mình, chứ còn phung phí quá thì coi chừng. Đó, mấy năm sau không gặp, té ra bỏ xứ, chồng phản bội, cứ quen với một cô gái nào là cho một căn nhà, con cái đánh bài đánh bạc, chồng cũng đánh bài đánh bạc, đua xe cá độ, và bản thân chị đó cũng rơi vào cái dòng xoáy của đỏ đen, cuối cùng phá sản. Đó, nước sông Đồng Nai cạn con mới hết tiền. Trời ơi, nói nghe ghê vậy sợ không? Thầy tính nói khi nào mặt đất này hết đất xi măng không thầy mới hết tiền. Nói thầy chảnh hơn. Chỗ nào mà không có đất, phải không? Có gì trên núi cũng có đất mà, phải không? Trên máy bay cũng còn có đất chứ đừng có nói. Cho nên lúc nào thầy cũng có tiền. Sông còn cạn mà, sông cạn đá mòn mà, chuyện đó bình thường mà. Nó ta chặn là ta làm thủy điện là sông cạn liền, phải không quý vị? Thầy nói vậy đó, thầy chỉ khuyên một cách trơn tránh thôi mà chỉ giận thầy đó quý vị. Giận không đi chùa đó. Nói mình đi tới mình cúng dường mà nghe còn mắng mình, nói mình không biết tiết kiệm phước. Trời ơi, ở đâu để sẵn ông thầy nhắc nhở cho vậy? Không trả đồng xu quê hồng mà còn nói lại nữa. Sau đó thầy nghe, cái thầy mới tìm, thầy tìm số điện thoại, thầy gọi điện, thầy an ủi, cái sám hối thầy, cái nói con bây giờ con không dám đi đâu hết, con mắc cỡ lắm. Nó hồi xưa là không có ăn cơm nhà, đi ăn cơm nhà hàng thôi, mà phải là cái chỗ ngon nhất, cái chỗ VIP nhất, xịn nhất. Nó đi chùa cũng vậy, cúng dường quen, bây giờ đi giác cái mặt móc đi, nó kỳ lắm, con không đi. Thầy nói con đừng có nghĩ như vậy, hễ còn con người, còn bàn tay, còn khói óc, chúng ta sẽ làm được. Vì sao? Vì một cánh cửa này khép lại đồng với nghĩa muôn ngàn cánh cửa khác mở ra. Con có thể làm được mà, còn người còn của, lo gì? Bây giờ thầy con muốn làm ăn gì thầy hỗ trợ cho. Đó, quý vị mới biết đó. Khi mà một người mà giàu có xuống mất hết, họ nói con còn làm gì được nữa thầy? Thầy nói sao không được? Nhìn thấy không, ta bán rau ngoài chợ đó, vốn người ta nhiêu? 1 triệu bạc à. Ta mở được cái sạp rau phải không quý vị? Thầy hỗ trợ cho con 2 triệu, vừa bán rau vừa bán khoai lang. Trời, quá dễ thương phải không quý vị? Không lấy tiền lời, cho con mượn 3 năm. Đối với vậy chị này lấy không? Không lấy. Chảnh vậy đó mà kêu chồng lấy. Mà quý vị biết ông chồng cũng dễ thương. Hai vợ chồng sắc sơ, sắc sưởng, thấy tội nghiệp ghê vậy. Lúc hết tiền đâu có bạn, có bè gì nữa. Trốn chui, trốn nhủi, trả biết bao nhiêu tiền mấy căn nhà ở Lê Lai rồi, ở Nguyễn Huệ rồi, trời ơi, nhà ngon lành vậy không à. Giàu có quá mà cuối cùng không đủ tiền trả cho người ta. Mới thấy được cái khổ. Ông chồng dễ thương lắm. Tới chùa ông nói, bây giờ con mới hiểu được đời lên voi xuống chó.
Thầy nói đừng có nghĩ như vậy, voi chó gì cũng chết hết á. Phải không quý vị? Bỏ xuống chó mới chết, còn lên voi không chết à? Đó, bây giờ mình còn sống, mình biết cái nghiệp mình gây ra, mình cải thiện nó, mình tạo lại cái nhân tố mới. Hỏi bây giờ làm gì được nữa thầy? Thầy nói gì chứ người ta cầm một cùi giấy số, người ta cũng sống được mà, người ta cũng bán được mà. Mà chính là họ cùi đó, họ tật nguyền đó, mà họ còn bươn trải, họ còn dương lên, họ sống nè. Những người ở quê sâu xa, người ta lên Sài Gòn đó, người ta làm được. Tại sao con ở Sài Gòn, con làm không được? Con mắc cỡ lắm. Thầy nó bỏ cái mắc cỡ đó đi. Mình nghèo, mình đi làm kiếm tiền, mình sống một cách trơn tránh thôi. Mình làm ăn trơn tránh, có ai nói với mình đâu. Đi bán đi, đi bán rau đi, bán ở chợ nào thì giới thiệu cho người tới mua. Quý vị biết, vậy mà đi bán rau đó. Bán rau. Rồi á, thật tình mà nói đó, thầy cho mượn 5 triệu. Thầy nói thôi lấy 5 triệu đi, mua. Tại chừng nào mà để vốn đó, mà bán tiền lời mà đủ á, trả cho thầy. Còn chưa đủ thì cứ làm đó, sinh sống bình thường. Rồi hỏi bán chợ nào cũng nói chợ đó. Rồi thầy mới giới thiệu các thầy, rồi kia tới nó mua. Mà quý vị biết thầy nó không có được bán ăn gian nghe không? Tức là bán cân cho đúng, chứ không có vụ mà cân non giả thiếu có được. Lời một đồng nó một đồng, không có nói là lời hai đồng mà bán đồng, không có nói vậy nha. Vậy mà không ngờ quý vị một cái sạp rau thôi mà bây giờ trở thành một cái vựa rau nông sản lớn. Từ từ cuộc sống của họ thay đổi. Khi suy nghĩ của họ thay đổi, cuộc đời họ sẽ thay đổi. Quý vị biết tại sao không? Nhất thiết duy tâm tạo. Ở trong kinh nói như thế, tức là tất cả do tâm tạo ra. Bây giờ cái tâm của họ khởi lên thiện nghiệp thì tất cả cảnh giới của họ bắt đầu, cảnh giới thiện nó khởi lên, nó hiện ra. Họ phải chịu khó, họ kiên nhẫn, họ phải nhẫn nhục, họ phải chịu đựng đó. Bây giờ họ rất là quý từng đồng từng cắt của gì. Tại vì từ nghèo khó bắt đầu làm lại mà đó. Họ quý trọng, rồi họ đi cúng dường, họ rất thành tâm, chứ không phải giống như ngày xưa nữa. Mà bây giờ đó quý vị biết, họ lại an lạc hơn hồi xưa. Trong khi tiền bây giờ cũng đâu có bao nhiêu đó. Quý vị thấy một cái sạp rau đừng có giỡn mặt nha, lời lắm á nha quý vị. Bán được á, quý vị thấy đi, 2 tháng thôi là lời hơn 5 triệu trả cho thầy rồi. Trả 5 triệu còn cúng dường thêm 1 triệu nữa. Trời ơi, thầy nói 5 triệu 2 tháng lợi 1 triệu khá rồi nha. Biết về đó thầy đưa con 50 triệu là thầy có được 10 triệu tiền lời rồi. Tính ghê chứ sợ. Hai vợ chồng rất là dễ thương. Họ nói một câu như thế này: con cái của con khi nào mà nó tốt nghiệp đại học hết, mà nghề nghiệp ổn định hết, tại vì còn hai đứa nhỏ nó học, vợ chồng con sẽ phát tâm xuất gia. Rồi thầy nghe thầy thấy thương sao đâu. Khi họ phát tâm tu tập, thầy nói bây giờ con chưa xuất gia, nhưng cố gắng ăn chay trường, tụng kinh, niệm Phật, sống bằng chánh nghiệp, giao dịch bằng chánh mạng, nói năng bằng chánh ngữ, suy nghĩ bằng chánh niệm, đó, tụng kinh bằng chánh tư duy và hành xử bằng chánh kiến. Đó, công đức cũng không thua kém gì người xuất gia đâu. Cứ áp dụng lời Đức Phật dạy vào trong đời sống thường nhật của mình, đó chính là cải thiện cái nghiệp của mình, giàu nghèo trong lòng bàn tay của chúng ta. Cho nên làm gì có chuyện mà chúng ta dám chắc ngày mai này chúng ta vẫn giàu có? Không thể, không có ai dám chắc chắn điều đó, thưa quý vị. Cuộc sống nó vô thường, cho dù chúng ta thu nhập rất là ổn định, quý vị biết cũng chưa chắc. Gần đây ở Châu Đốc mình xảy ra nhiều chuyện, quý vị thấy không? Những người rất giàu có bỗng dưng một ngày kia tài sản ra đi không nói lời giả biệt. Quý vị nhìn thấy đó, cuộc sống này nó vô thường như thế. Thì chúng ta phải biết được rằng chính chúng ta tạo ra những nguyên nhân đưa tới giàu hay nghèo trong hiện tại, thì mình có trách nhiệm để mình tự thay đổi nó. Còn người khác hỗ trợ giúp mình chỉ trong một góc cạnh nào thôi, chứ không thể suốt đời được, thưa quý vị. Có rất nhiều người khởi nghiệp từ một chút vốn cỏn con,
thậm chí là từ hai bàn tay trắng, đơn thương độc mã. Nhưng lần hồi thì họ lại trở thành những người cự phú. Chúng ta nhìn thấy họ mà chúng ta noi gương họ, chúng ta cứ nghĩ rằng họ may mắn. Thực ra không có gì may mắn hết. Nhân họ đã gieo từ trong quá khứ, hạt giống đã có rồi. Bây giờ nó gặp mưa thì nó lên, nó nảy mầm, nó đâm chồi, chuyện đó bình thường thôi. Cho nên khi đứng trước vinh quang, khá nhiều người suy nghĩ rằng nhờ mình thông minh, tài trí hơn người, cho nên nắm bắt được cơ hội, chụp giật được thị trường. Xin thưa, chưa chắc đâu. Mình tài hơn ai? Chưa hẳn điều đó đâu quý vị. Nó suy nghĩ như vậy, thật ra nó chưa chuẩn xác lắm. Có thể nói rất là cạn cợt. Vì chúng ta chỉ thấy bề nổi bên ngoài thôi, là chúng ta nắm được cái này, chúng ta làm được cái kia, chúng ta thành tựu được chút đỉnh, rồi chúng ta tự cho mình là đã mỹ mãn công thành danh tội. Chưa hẳn. Nhắm mắt xuôi tay, đậy nắp quan tài, đó, đi du lịch với ông chín miếng, lúc đó mới biết được mình thành công hay thất bại, quý vị. Không có chuyện gì dám chắc được hết. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy được cái nguyên nhân sâu xa, rằng mình cho rằng mình có được thông minh, may mắn khi làm ăn hay là trốn thương trường. Cái đó là do cái phước chúng ta tạo từ trong quá khứ. Cho nên mình gặp những người, người ta giúp đỡ mình, người ta đỡ đầu mình làm ăn. Nhưng mà người ta đỡ đầu cho mình đó, mình làm được trong hiện tại thôi, chưa chắc gì lâu dài. Mai mốt họ không còn đỡ đầu mình nữa, vì lý do nào đó mình bị hụt hẫng và không thể nào làm được liên tục nữa, thưa quý vị. Cho nên bởi người tài trí như mình thì ở trên đời không phải là hiếm. Có rất nhiều tài. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một dần. Hãy mình có tài mà mình ngạo mạn, mình ỷ lại, mình coi ai không ra gì, thì mình cậy cái tài đó, chính nó làm cho chúng ta thất đức, làm cho chúng ta tổn phước. Cho nên tài trí đã đành, nhưng chúng ta cần phải có phước nữa. Hội đủ hai nhân duyên phước và trí thì chúng ta mới thành tựu được sự nghiệp. Kính thưa tất cả quý vị, mọi sự giàu sang về vật chất đều bắt nguồn từ một nguyên nhân, đó là bố thí. Do chúng ta phát tâm bố thí từ ở trong tiền kiếp hoặc là trong quá khứ, chính cái nhân này nó đưa tới cái quả chúng ta giàu sang. Không có một ai giàu sang mà từ cái sự bỏng sẻn tham lam hết. Đời này họ giàu có, mình biết ngay là cái phước bố thí của họ từ đời trước, nó chiêu cảm sự giàu có cho mình, cho cái người đó trong hiện tại. Nhưng mà họ không biết quý trọng cái phước đó. Họ sống keo kiệt, sống bỏng sẻn, sống tham lam, sống ích kỷ. Của mình thì giữ bo bo, của người thì để cho bò liếm đi. Thì chắc chắn cái nhân này sẽ đem tới cái quả đời sau họ nghèo khó, không xê dịch chỗ nào được hết. Trường hợp này thầy thấy nhiều lắm quý vị. Nhất là vấn đề bố thí cho người nghèo. Nhiều khi đó, chúng ta thấy cái người đó nghèo thiệt, có tật quyền thiệt, già thiệt, lết không nổi thiệt, chúng ta cho, phải không quý vị? Nhưng mà gặp cái người mà lành lặn, khỏe mạnh đi sinh, thường chúng ta cho, nhưng mà chúng ta không có nhiệt tình, cho mày đi cho khuất mắt, cho mày làm phiền tao, tao mệt quá, phải không quý vị? Tức là mình là cũng tương đối tốt rồi đó, chứ có khi còn không cho nữa. Chẳng những không cho mà còn nói nữa. Lành lặn tay chân vậy mà đi xin nè, tôi cũng cực khổ tôi mới có tiền chứ bộ, phải không quý vị? Nó nhiều khi mình cho người ta mà mình cũng nói nặng nói nhẹ, mày ăn đi cho sáng mắt mày ra. Chính những cái nhân tố này nó làm cho cái phước của mình nó cạn dần. Cái phước giàu của mình nó sẽ mỏng đi, nó sẽ không có dày lên, nó không có đầy đặn nữa. Cho nên quý vị sẽ hiểu rằng tại sao chúng ta cố gắng lắm trong cái cuộc sống này. Chúng ta có ý chí phấn đấu, chúng ta vươn lên để cải thiện cái nghèo, nhưng tại sao cái nghèo nó không buông tha mình?
Tại sao vậy? Là do mình không có phát tâm bố thí. Bố thí nó có hai loại, tài thí, xin lỗi, có ba loại: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Thứ nhất là chúng ta bố thí về vật chất, gọi là tài thí. Tức là chúng ta có thể cho tiền, cho áo quần, cho thuốc thang, hay là chúng ta cho gạo, cho những gì mà chúng ta có được cái tài sản đó. Thì thầy xin phép để giải thích thêm cho quý vị về nguyên nhân giàu và nghèo mà Đức Phật nói ở trong phẩm khuyến thỉnh tập 1 của kinh Tăng Nhất A Hàm. Có một đoạn kinh như sau: lúc bấy giờ khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, trong rừng cây Kỳ Đà, giường của các cô độc, khi đó Đức Phật mới dạy các thầy tỳ kheo như sau: này các thầy tỳ kheo, có hai cách khiến cho con người ta bần tiện chẳng có được tài sản. Hai cách đó là gì? Nếu thấy người khác bố thí liền cấm chế, lại tự mình chẳng chịu bố thí. Này tỳ kheo, hai cách này khiến cho con người trở nên bần tiện không có tài sản. Đó là đoạn kinh thứ nhất. Đức Phật nói hai cách. Một, tức là thấy người khác bố thí thì mình ngăn cản, mình cấm chế. Bố thí thì nãy thầy nói đó, có ba phương pháp. Bố thí vật chất, những gì mình có thể có, mình cho vật chất. Thứ hai là bố thí cái phương pháp để làm cho người ta an lạc, tức là chỉ cho người ta cách sống thiện, hướng thiện, sống đạo đức. Cái đó gọi là pháp thí. Và thứ ba, vô quý thí, tức là cái cách mà chia sẻ với người khác, khiến cho người khác yên tâm hơn, tự tin hơn và không còn sợ hãi nữa trong cái cuộc đời dâu bể này. Thì ba cách đó gọi là tam thí, tức là ba cách bố thí. Ba cách bố thí đó, quý vị nhớ ha. Một là bố thí về vật chất, thứ hai là bố thí về những cái phương pháp mà khiến cho họ được bình yên trong cuộc sống, và thứ ba là bố thí về tinh thần, tức là làm cho họ yên ổn. Thì nếu như thấy người khác bố thí mà mình ngăn cản, cấm chế, đó là lý do thứ nhất khiến cho con người ta bần tiện, nghèo khó, không có tài sản. Và lý do thứ hai mà Đức Phật nói trong đoạn kinh thầy vừa đọc, đó là người chẳng chịu bố thí. Tức là không bố thí thì không nói gì rồi, đó là chắc chắn rồi, là họ sẽ gieo cái nhân nghèo, họ sẽ gặt lấy cái quả báo nghèo. Đang là thấy người khác bố thí, họ cũng ngăn cản, không cho người ta làm. Bà đi cúng cái chùa đó làm chi à? Chùa đó giàu quá trời, bà dư tiền à. Đó, đại khái nói vậy đó, là cũng là ngăn cản người ta. Thầy thấy có mấy Phật tử nè, đi tới chùa thầy nè, xong rồi bắt đầu cái bàn đi thập tự. Thì lên danh sách đi những chùa nào đó, thì thầy có nghe đọc mấy cái tên chùa đó. Có một ngôi chùa mới cất xong, rất là đẹp, rất là lớn. Thầy có một bà Phật tử ở trong cái đoạn đó, mới cản cái vị trưởng đoàn đó, là nó bà đừng có đi cúng cái chùa đó, giàu lắm, đừng có đi. Thầy mới hỏi gì chứ chùa nào mới gọi là chùa nghèo, chùa nào thì gọi là chùa giàu? Chùa mà nóc mà không lợp, không có ngói để lợp, gạch không có để lót nền, bông không có để cúng Phật thì gọi là chùa nghèo. Mình đi tới thì mình mong cho chùa đó đầy đủ phương tiện hơn, mừng không? Mừng gần chết mấy thầy mấy cô mà trời ngồi đêm mà mưa, mà đêm nghe điệu mưa rơi ở bên cạnh nó có nước nó nhỏ ton ton xuống cái thao đó, ngồi thiền sao được, niệm Phật tụng kinh sao được, thấy thương không? Trời ơi, nhà dột trước dột sau, sập chỗ này sập chỗ kia, thì chùa sửa lên được khang trang mình phải mừng. Vậy mà nói chùa nó giàu lắm, đừng có cúng nữa. Cản người ta, đó là gieo cái nhân nghèo. Đó, thầy mới hỏi liền, thầy nghe thầy nhột quá, thầy hỏi vậy chùa thầy có nghèo không? Đâu dám nói, nói trước mặt thầy sao được. Thầy chỉ hỏi thầy vậy chùa thầy có nghèo không, nghèo hay là giàu? Đâu dám nói, đâu dám nói chùa thầy nghèo, mà cũng đâu dám nói chùa thầy giàu. Nó, dạ thưa thầy, con chỉ nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu thầy. Nhiều chùa thiếu thốn hơn thì thôi mà để tới chỗ đó mình cúng, còn chùa nào đầy đủ thì thôi. Thầy nói theo lẽ con phải có cái ý kiến như thế này. Chị à, em thấy có những ngôi chùa khác thiếu điều kiện hơn,
thôi mình chịu khó mà đi xa một chút đi, chùa này xây dựng xong rồi, tạm ổn rồi, thôi mình đi giúp chùa khác. Chứ tự nhiên nó chùa đi giàu, chùa làm gì giàu? Đâu có đi buôn đi bán, đâu có làm gì đâu, mà có thu nhập mà giàu, phải không quý vị? Đó, hòa thượng ở đây nè, đi cúng mấy năm nay, thầy nghe nói dư được 2 tỷ để sửa chùa, té ra mua cột hết 1.8 tỷ mà còn 200 sửa gì nữa. Tao hỏi hòa thượng, tao bạch thầy, thầy còn nhiêu tiền, thầy có nhiêu tiền? Hòa thượng cũng nói thiệt, nó mấy năm nay chắc món được 2 tỷ. Thầy nói nhỏ nhỏ thôi, đừng có la lớn, trộm vô cắt cổ nghe không? Mua bộ cột hết 1.8 tỷ mà còn 200, sao đủ mua sắt, mua xi măng, đủ mua gạch, mua ngói? Giờ chùa này chỉ có bộ cột không, dựng lên sao thành cái chùa? Trời, thành cái chòi cũng không thành nữa. Cho nên quý vị, người phụ vô viên gạch đi, nó người viên ngói sẽ làm xong thôi, đông tay sẽ vỗ nên kêu thôi. Vì sao? Thật ra bao nhiêu tiền xài cũng hết, nhưng một viên ngói, một viên gạch cúng chùa sẽ còn hoài đời đời kiếp kiếp. Khá nữa thì cúng cho thầy, dư nữa thì chuyển khoản cho thầy. Trắng trợn dễ sợ không? Ở đây không phải là thầy phản ánh nhiều về Phật tử, nhưng mà cái cách suy nghĩ của mình nó không có đúng. Mình đi chùa, mình thấy chùa nghèo, mình thương các thầy các cô, thì khi chùa đó mà sửa lại khang trang hơn, chúng ta cũng thương. Và chúng ta nghĩ rằng là thôi, mình có thể mình tới những cái nơi khó khăn, chúng ta phụ giúp. Chứ đừng có nói chùa đó giàu, chùa đó nghèo, đừng có nói như vậy. Chùa có ai có tiền có bạc gì đâu mà giàu với nghèo, phải không? Trời, mấy thầy cũng tụng kinh, cũng gõ mõ, cũng khổ sở lắm quý vị. Còn quý vị cúng dường thì cái phước đó quý vị hưởng, còn các thầy sử dụng không đúng thì các thầy mắc quả báo, phước quý vị không giảm, phước quý vị vẫn còn nguyên thôi à. Nó khi mình thành tâm mình cúng dường đó, phước báo nó lớn lắm, rất là lớn. Tại vì mình đạt được cái đỉnh cao của cúng dường bố thí, đó là ba la mật. Tức là không thấy mình bố thí, không thấy người nhận bố thí, và không thấy cái tài sản mình bố thí. Cái đó gọi là bố thí ba la mật, một trong lục độ vạn hạnh của Bồ Tát thực tập. Bố thí mà không thấy mình bố thí, đó mới thật sự là bố thí. Tu tập mà không thấy mình tu tập, đó mới là tu tập. Chứng quả mà không thấy mình chứng, đó mới là thật chứng. Đằng này mới ăn chay có mấy bữa rồi cả cái xóm đều biết. Đi vô chùa tụng kinh có mấy bữa thôi đòi phóng lên tòa sen xẹt hào quang. Đâu có nhanh dữ vậy con. Trời ơi, xẹt hào quang mà nhanh vậy ta xẹt hết rồi, phải không? Đằng này tu từ từ, cứ đi theo kiểu mình học mẫu giáo, đi chậm 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 trước mặt đất đi. Đừng có leo lên đọt cây mà đu dây điện nó rớt xuống dập mặt chết. Cho nên thầy nghĩ tu bình thường thôi, cứ niệm Phật vậy đó, biến Di Đà ăn tới già cũng không hết, phải không quý vị? Ai nói gì thì mình cũng Nam Mô Di Đà Phật. Ai giận mình cũng Nam Mô Di Đà Phật. Nó ai đưa tiền mình nhiều ít cũng Nam Mô Di Đà Phật. Nó ổng đi theo con quỷ kia mình cũng Nam Mô Di Đà Phật. Được không? Cái đoạn cuối này được không? Nhớ vỗ tay là làm được nha, chứ đừng có nghiến răng trèo trèo vậy ông đi đâu. Thì thôi chết rồi. Mình tu đơn giản, tu đừng có màu mè, đừng có cầu kỳ. Tâm của chúng ta làm sao để nó an tịnh, bớt bị chi phối bởi sự dao động hơn thua của cuộc đời. Chúng ta tu bao nhiêu thôi, còn thành Phật nó lâu lắm, từ từ đi. Bây giờ ít nhất mình thành một cái người hiền hơn, dễ thương hơn, đạo đức hơn, ngọt ngào hơn, phải không? Chứ đừng có đòi cái khác, ghê gớm lắm. Trời ơi, từ từ. Đức Phật nói tiếp: Này các tỳ kheo, lại có hai cách khiến cho người ta được phú quý, giàu sang. Thế nào là hai cách? Nếu lúc thấy người cho người khác các vật, chúng ta liền hoan hỷ trợ giúp. Thứ hai, tự mình cũng sanh tâm vui thích bố thí cho người khác. Thầy, các thầy tỳ kheo, đó là hai cách khiến cho con người ta được giàu sang phú quý. Cho nên các thầy tỳ kheo, hãy học bố thí chớ có tâm tham lam. Đoạn này phải nói hay vô cùng.
Đức Phật nói hai ý rõ ràng. Thứ nhất là mình rất là quan hỷ với lại cái việc của người khác bố thí. Thấy người khác cho ai đó vật gì, chúng ta vui vẻ, chứ chúng ta không có ý kiến gì. Bà mua cái này bà cho nó hả? Bà dư tiền quá ha, tôi đói này sao bà không cho tôi. Nói thầy thấy có mấy vị Phật tử đi tới chùa đó, đi tới chùa thắc mắc thầy, hỏi con vậy con có kỳ không? Tức là em con ở trong nhà, con cho nó bao nhiêu cũng không đủ, nó đánh bài, đánh bạc, đánh số đề, nó quậy, nó phá. Mà con đi bố thí cho người ta, nó tôi nghèo bà không cho, bà đi cho ai, không có phước đâu. Con hỏi thầy vậy con có phước không? Con đi cho người ta mà em con không cho, con có phước không? Tại nó có phước chứ sao không có phước. Tại vì em con cũng là một người nghèo khổ, mà người kia cũng là một người nghèo khổ. Hễ con cho người nghèo khổ bằng cả những gì mình có được, cái phước báo đó rất là lớn, chứ không phải đợi tới cho em mình. Mà nói, cái cô đó mới nói gì chứ, em con mà con không thương, con không cho nó, con cho người khác, vậy cái phước con có lớn không? Thì nó bình thường, không có gì hết á. Cho nên á, mình vui với cái người khác bố thí, đó là cái nguyên nhân giúp cho chúng ta phú quý giàu sang ở đời sau. Và cái cách thứ hai mà Đức Phật nói đó, tự mình, nơi tâm của mình cũng phát khởi lên cái lòng yêu thích và muốn được bố thí. Quý vị biết á, khi thầy thấy mấy đứa nhỏ nó đi tới chùa, nó cúng dường đó, thầy thương nó lắm, thầy phải hỏi, thầy hỏi tiền này của ai? Nó nói là mẹ nó cho, ngoại nó cho, nó cúng dường thầy, thầy lấy hết, lượm hết. Để mình gieo cái nhân duyên cho nó, mình là mở ra một cái mảnh ruộng phước để nó gieo cái hạt giống vào. Nó còn nhỏ, nó biết bố thí, quý vị biết đó là hạt giống mạnh. Mình già ra, nhiều khi mình chưa biết bố thí nữa kìa, người khác bố thí mà mình còn xỉa sói của kiến ý còn đó, quân sư hoặc mo. Cho nên quý vị á, dạy cho con mình bố thí, không cần nhiều, mình cho nó 5.000, 2.000 thôi, đi tới cúng dường cho ông thầy, bố thí cho người nghèo hoặc là bỏ vô cái thùng. Thầy thấy mấy đứa nhỏ nó dễ thương sao, nó đi tới nó chắp tay, nó xá xá, nó cúng dường, đưa tiền, hỏi tiền của ai, nó nói tiền của má nó cho nó. Rồi á, hôm Tết có mấy đứa nhỏ quý vị biết, nó đem mấy con heo, nó bỏ ống á, nó tới nó cúng dường thầy. Nó tới nó mới đập con heo ra nha, đập con heo ra cái bắt đầu nó thấy tiền nhiều quá, cái nó đếm xong cái nó nói cúng dường tiền cắt, nó lấy tiền giấy. Thầy mới hỏi tại sao vậy? Lúc ở nhà mà nó 6-7 tuổi thôi, thầy mới nói lúc ở nhà con nói với ba mẹ con là con phát tâm con cúng dường hết cho thầy mà, tại sao vậy? Có nó nhìn thầy, nhìn hơi nó lấy tiền cắt đi, tiền giấy con đem về con bỏ vô con heo cho nó hên. Tại vì tiền giấy nó có 20.000, 10.000, tiền cắt nó có 1.000, 2.000 à. Nó biết đếm tiền quý vị, thầy không nghĩ là con nít nó biết đếm tiền nha. Thầy nói thôi cúng dường cho thầy đi, thầy năn nỉ để cúng dường cho thầy á, cái tờ 20 này mai mốt có mẹ con thương con cho con 50. Cái nó nhìn qua mẹ nó, cái mẹ nó gật đầu, mẹ hứa nha, mẹ hứa nè, cúng dường hết. Trời ơi, thấy không? Nó cúng dường nó cũng tính quý vị, thấy không? Mà cái cách của con nít đó nó dễ thương lắm. Nó ngồi nó đếm tiền, nó vuốt, nó đưa thầy xong nó rút lại chứ. Trời ơi, thầy mới tức chứ. Nó đưa tới tay rồi rút lại, nó không chịu đưa. Nó nói hồi, lấy tiền cắt đi, nó lấy tiền giấy lại. Trong đó có tờ 100 đô nữa quý vị biết không? Trời, thầy thấy tờ 100 đô mắt thầy sáng rực à. Mình dạy con mình nó bố thí. Chính cái cách dạy đó là cách chúng ta đầu tư lâu dài về cuộc sống ổn định vật chất của nó. Tập cho nó biết cách sống san sẻ với người nghèo khó. Không phải ai cũng làm được đâu nha quý vị. Những người giàu có đó, có khi họ cũng không làm được dù tiền họ rất là nhiều. Họ có thể họ đi ăn cơm một cái bữa tốn mấy triệu bạc. Họ có thể họ đi chơi một bữa tốn cả chục triệu. Nhưng mà khi bố thí cho người nghèo, họ phải tính. Họ phải tính rồi, nhiều khi họ phải tính cái chỗ nào mà họ bố thí mà cho cái tên của họ nó nêu lên cho nó rõ, đọc cho nó nhiều lần. Rồi họ phải ngồi cái hàng ghế số 1 để giới thiệu Bành Thị Lẹm, giám đốc công ty A, tài trợ cho chương trình này, vỗ tay cái đứng lên chào. Vậy đó, mới hỗ trợ, mới tài trợ, còn không có. Không biết thầy nói như thế này có đụng chạm ai ở đây không? Có không? Có ai né né nha, xin lỗi. Tại vì biết sao không quý vị?
chùa thầy xây dựng lại đó, thầy có làm 5 pho tượng Phật. 5 pho tượng rất là lớn, cao 5 mét. Cao 5 mét là bằng từ đây gần tới cái đó đó, cái đà đó đó. Lớn lắm. Thầy thầy mới kêu gọi Phật tử cúng dường. Thầy có một cái anh đó ở bên Mỹ, thầy có nghe tên ảnh là chuyên phát tâm cúng dường tượng từ Bắc tới Nam. Cúng dường hết. Chùa nào cũng vậy, cúng dường rất giàu có. Thì ảnh liên lạc với thầy, anh xin cúng dường 5 tượng, thầy nói không. Anh chỉ được cúng dường 1 tượng thôi. Còn 4 tượng kia để lại cho những người nghèo khó cúng dường. Vé số, ve chai, đồ này kia đó, bán xà bông đá lửa, hột quẹt, đồ này kia đó, họ cúng dường vô 5.000, 2.000. Chứ bây giờ ai cũng vô cúng tượng Phật rồi, ai cúng toilet. Phải không quý vị, vô chùa đâu phải chỉ lại Phật không đâu. Còn ăn cơm, còn đi dạo, còn đi giải quyết tâm sự nữa. Mà 1-2 đời cúng tượng Phật. Cái anh đó anh mới nói thầy như thế này nè. Con không có thời gian, thầy quyết định đi. Một là con cúng hết, còn hai thì thôi. Theo quý vị thì chọn cách nào? Quý vị biết một tượng Phật chùa thầy nhiêu tiền không? 5 tượng Phật đó biết quý vị biết bao nhiêu tiền không? Nhiều lắm đó nha. Thầy nghe xong thầy nói thôi thôi. À, giàu như anh chảnh là xưa rồi Diễm à, mà nghèo như thầy mà chảnh là nó mới lạ. Thầy quên kể một chi tiết nữa. Tức là ảnh cúng dường hết với điều kiện cho ảnh được để tên của doanh nghiệp ảnh sau lưng tượng Phật. Doanh nghiệp và cái tên của ảnh. Chùa thầy là không có vụ án đó đâu. Cúng dường 1 tỷ cũng bằng cúng dường 100 ngàn. Tại vì sao? Tại chị cúng dường chị có phước. Chứ thầy đâu có phước. Thầy chỉ là cái người mà trong kinh Đức Phật nói là kẻ chăn bò. Bò của chủ mập chứ mình không có cộng lông bò. Hay nói theo kiểu thời đại là thầy là nhân viên ngân hàng. Ngày nào cũng đếm tiền cọc cọc tiền của thiên hạ, thầy không có 1 xu. Tức là hễ ai cúng dường người đó có phước. Cúng dường nhiều thì có phước nhiều, cúng dường ít thì có phước ít. Thầy chỉ là cái người quản lý công việc, làm sao để cái phước của người đó được tăng trưởng. Thì thầy mới không mang tội, thầy không mắc quả báo, thầy không mới không nợ tam bảo. Còn không thầy bị đọa lạc sao? Cho nên thầy nghe anh này nói ông chảnh quá. Thầy mới nói với anh á, thầy nói anh giàu rồi. Có nghĩa rằng anh đã có quá nhiều phước báo rồi. Anh nên nhường cái cơ hội đó cho những người nghèo hơn, người ta bán đi cái nghèo bằng cách người ta cúng dường. Thầy biết anh giàu có, anh có thể cúng dường 100 cái ngôi chùa như thế này còn được. Nói chỉ 5 tượng Phật bé nhỏ này. Mà quý vị biết 5 tượng Phật đó cũng lớn lắm chứ không phải giỡn đâu, 5 thước mà. Chứ không phải bằng gỗ mà, gỗ quý mà. Thầy nói anh đã giàu rồi, anh nhường cơ hội đó cho người ta đi. Anh nói không. Con nói cho thầy biết á, là tất cả các thầy làm chùa đều đi kiếm con đi, để liên hệ với con, xin con cúng dường. Thầy nói không nên. Nói như thế sẽ tạo thêm khẩu nghiệp con à. Con cúng dường con có phước, chứ không phải các thầy có phước. Cuộc đời của con sẽ đi qua, nhưng cái tượng Phật đó còn hoài, cái công đức đó còn hoài. Và con cháu của con và đích thân con cũng thừa hưởng cái công đức cúng dường đó. Cho nên đừng có phung phí cái phước bằng cách ăn nói trịch thượng như vậy. Chùa thầy nghèo thiệt, nhưng mà thầy không có cần đâu. Thôi, không có nhân duyên, mình chia tay nhé. À, quá ngọt ngào, quá dễ thương quý vị thấy không? Thầy đâu có đánh đá đâu. Ổng giận thầy, ổng cúp bé một cái cụp. Thầy thấy cái cách nói của ổng, ổng còn xí một cái nữa mà. Không biết đâu 3 tháng sau tái xuất giang hồ. Năn nỉ thầy xin cúng 1 tượng và xin sám hối thầy. Thầy không biết lý do gì. Anh chỉ nói lý do là anh cảm thấy anh rai rứt khi anh nói chuyện với thầy. Thầy thì bình thường, không có chuyện gì hết. Nước chảy mây bay lòng sầu bất trắc. Đời này ai chẳng biết được cảnh tan hợp. Chuyện đó bình thường thôi. Thầy không có suy nghĩ nhiều. Tự động anh tới, thầy đâu biết mặt anh là ai. Anh tới anh xin sám hối rồi không biết chuyện gì xảy ra trong gia đình ảnh. Rồi ảnh xin sám hối, xin tạ lỗi. Ảnh chỉ nói lý do là ảnh ăn nói nó không phải phép. Ảnh cảm thấy ảnh bị tổn phước cho nên bây giờ đó cho xin ảnh chuộc lại cái lỗi đó là ảnh cúng dường 1 tượng. Thầy cũng không đồng ý. Ảnh nói cho xin cúng dường 1 tượng Phật, thầy nói không. Anh cúng dường 1/10 của tượng Phật thôi. Đó, trong cái tượng Phật đó, nhưng mà số kia
chuyển qua làm cái nóc chùa. Trời, chứ mình đâu có bỏ. Thầy nói đồng ý thì thầy nhận. Tức là cái số tiền anh cúng dường đã trích ra một phần, tức là lấy đúng 1/10 của cái giá trị tượng Phật, là để cái tiền đó vô cái quỹ tượng Phật. Còn lại bao nhiêu thì để mua xi măng sắt để mà xây chùa. Đồng ý thì thầy nhận, còn không đồng ý thì thôi. Đố cái gì anh đồng ý không? Không đồng ý. Anh nói con phát tâm cúng Phật mà thầy sao kỳ vậy? Thầy nói không. Tại vì anh phân biệt trong bố thí, phước báo của anh sẽ không bao giờ đạt tới ba la mật. Anh thấy anh cúng dường, anh thấy phẩm vật của anh cúng dường, và anh thấy người nhận anh cúng dường, thì cái đó chưa được gọi là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là đỉnh cao của bố thí. Mình phải có bổn phận để giúp cho cái người bố thí đó đạt tới đỉnh cao, tức là phước báo được tròn đầy, công đức được lớn. Mà anh không có hiểu quý vị. Anh không có hiểu, tới khi thầy nói ra vậy anh mới hiểu. Anh không cúng là sao? Cái năn nỉ anh cúng, anh cúng nữa. Nó quý vị biết anh cúng, anh nói là con đồng ý với cái cách của thầy là 1/10 tượng Phật, còn như thầy muốn làm vậy là thầy mới nói anh cúng dường 100 cái toilet đi. Chùa thầy tới 200 toilet lần quý vị, trong cái bản thiết kế đó. Quý vị thấy không, một lần lễ tới 30-40 ngàn người rồi đi đâu? Trời ơi, chờ tài 2 tiếng đồng hồ chưa đi được nữa. Khi mình 30-40 tuổi mình nín được, nhưng mà 60-70 tuổi nín không có được đâu nha, lớn tuổi rồi. Nó đối với vậy anh đồng ý không? Cái ông này ổng ngộ ghê vậy. Mình khai thị cho ổng tới non nước trời mây đó mà cũng không chịu. Thôi thầy nói vậy thôi con không cúng nữa. Ê, là ngộ ghê vậy cái ông này. Ông lạ lùng vậy đó. Thầy bẻ dĩa luôn, khỏi cúng đi, cúng chùa khác đi. Nhiều chùa nghèo lắm, chùa thầy cũng nghèo, chưa đủ tiền làm cái móng, nhưng mà thầy không nhận đâu. Thầy sẽ giới thiệu cho anh 10 cái chùa. Thầy dẫn anh đi luôn, đi 10 cái chùa. Anh muốn cúng 500-1 triệu thì anh cứ cúng. Vậy mà chịu đi. Nghe nhiều chùa khoái quá, cúng chùa 100 triệu, làm cho 10 cái chùa đó mang ơn thầy chứ đâu mang ơn ổng. Tại thầy dẫn đi mà. Vậy đó mà cuối cùng cũng lò mò năn nỉ thầy cho con cúng dường cái tượng Phật. Cứ đòi cúng tượng Phật không à. Tại anh đọc cái kinh công đức tạo tượng đó, nó có một cái kinh công đức tạo tượng Đức Phật dạy đó. Cái công đức nó lớn lắm. Thầy nói đúng rồi, công đức tạo tượng Phật nó rất là lớn. Nhưng mà ai cũng súng vô tạo tượng đúc chuông rồi, mấy cái khác là dách tường là làm bằng gì? Không lẽ lấy rơm bệnh lại, phải không? Rồi nó quến rít, quến rắn, quến bồ kẹp đó, nó chích cho bỏ mạng xa trường. Mình phải phát tâm mình cúng dường trong tam bảo. Đừng bao giờ thấy mình là người cúng dường, đừng bao giờ thấy cái việc mình cúng dường là đem tới phước báo cho mình, và thấy cái người khác nhận cúng dường là phải mang ơn mình. Thấy như thế phước báo không tròn đầy đâu. Đó, mình phải vui thích cúng dường, tùy hỷ cúng dường, thì như vậy mới trở thành người giàu có. Đó, tới bây giờ cũng còn năn nỉ thầy cúng dường tượng Phật. Thầy nói thôi anh cúng dường cái khác đi, đừng cúng dường tượng Phật, nên cúng dường lan can đi. Nó rồi xong rồi không chịu, bây giờ đó cho con cúng dường cái bàn Phật. Ổng là chỉ muốn ra mặt tiền thôi. Nó ở trên tượng Phật không được thì cái bàn Phật, tại vì anh nghĩ ai mà lại tượng Phật thì cũng lại luôn cái bàn. Nó thầy cũng hướng về cái bàn, ổng nghĩ vậy đó. Mà thầy cái ông này đúng là ổng ngộ ghê vậy. Không thể nào ổng bước qua một cái bước mà để trở thành bố thí ba la mật mà rất giàu có quý vị. Rất giàu có mà học Phật cũng lâu mà không hiểu được cái vấn đề đó. Cứ đòi lên trên bàn Phật à. Đó, đòi làm bàn Phật. Mà quý vị biết cái bàn Phật là ở chùa thầy nó lớn, cái chánh điện bề ngang nó 80 thước lận mà. Cái bàn Phật nó dài lắm, nó bự lắm, cúng cũng tiền không chứ không phải giỡn đâu. Mà một hai cho con làm bàn Phật đi. Đó, mà cũng lọ mọ làm bàn Phật cho con gửi cái tên doanh nghiệp con sau lưng đi. Coi như quảng cáo suốt đời, tính ra mình nó còn rẻ hơn đài truyền hình quảng cáo nữa. Quý vị thấy ghê gớm không? Nói không được. Mà hết bớt rồi, bớt nói năng trịch thượng rồi, cũng hiểu ra một số vấn đề mà không bứt phá được, cứ thích có cái tên của mình. Đức Phật lại nói tiếp như thế này: Này các thầy tỳ kheo, có hai cách khiến cho người sanh ra trong đời phải bần tiện nghèo khó. Thế nào là hai cách? Một là chẳng hiếu đệ với cha mẹ các bậc sư trưởng,
và thứ hai là cũng không có thừa sự người hơn mình. Đó là hai cách khiến cho con người sanh ra trong nhà bần cùng nghèo khó. Này các tỳ kheo, có hai cách như thế các thầy phải nhớ kỹ. Quý vị thấy ở cái đoạn kinh ở trên thầy đọc, Đức Phật nói các thầy tỳ kheo cũng phải bố thí chớ có tham. Cho nên thỉnh thoảng đó quý vị thấy các thầy đó cũng đi bố thí đi cúng dường. Nhưng mà có một số thầy không có đi cúng dường bố thí. Thấy thầy đi cúng dường bố thí còn nói để Phật tử tôi cúng dường thầy cũng dành đi cúng dường nữa. Thế nó ổ ngộ không? Phật tử cúng dường được thì thầy cúng dường được chứ mắc mớ gì? Đó, Phật tử cúng dường thì Phật tử cải thiện cái nghèo được giàu. Thầy cúng dường thầy cũng cải thiện cái nghèo, thầy cũng được giàu. Tức là đời sau mình có phương tiện vật chất nó tương đối hơn. Bây giờ mình có thông minh, mình ngồi thiền tối ngày sáng đêm không có cơm ăn có cháo húp. Xin lỗi nha, nhập niết bàn trước khi chứng quả nha con. Lúc Đức Phật còn tại thế có một vị tỳ kheo, có biệt danh là tỳ kheo đen. Rất thông minh, tu chứng quả A-la-hán. Vậy mà ôm mình bác đi khất thực tới đâu, hết cơm tới đó. Hoặc là người ta xớt bác nguyên cái đoàn đó tới thảy là hết cơm. Thường xuyên thảy phải ôm bụng đói về nhà, uống nước trừ cơm. Và cuối cùng chết đói. Các thầy tỳ kheo mới thắc mắc, mới hỏi Đức Phật, nguyên nhân vì sao thầy này tinh tấn, rất thông minh, rất trí tuệ, tu chứng quả A-la-hán tại sao lại phải chết đói? Đức Phật mới nói, nguyên nhân là đời trước thầy tỳ kheo này không hề biết bố thí, không hề biết cúng dường. Chẳng những thế, thấy người khác bố thí cúng dường còn ngăn cấm, cho rằng bố thí cúng dường là tu phước. Tu phước không giải thoát, tu huệ mới giải thoát. Đó, cho nên thầy tu huệ thầy rất thông minh. Mẹ vừa mang thai thầy tỳ kheo này, nhà bị cháy. Sanh trong một cái gia đình giàu có nhất cái làng đó, mà khi mà bà mẹ vừa mang thai là nhà bị cháy. Bắt đầu cái làng đó nó bị thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa. Mà một cái ngôi làng trù phú như vậy, ông trưởng làng ổng mới chia cái làng ra làm hai. Dân làng hiền lương thì một nửa làng bên kia bắt đầu phục hồi lại, giàu có lên, làng bên này tiếp tục tàn mạc. Rồi chia một nửa làng này ra, chia cuối cùng lòi ra cái nhà ổng. Cái nghiệp của ổng nặng, rồi cả cái làng đã bị cộng nghiệp với ổng. Quý vị thử nghĩ đi, mình ở trong xóm mình có một cái đứa lưu manh, thử coi mình yên không? Mình cũng hồi hộp, mình cũng lo lắng, không biết nó gây chuyện gì. Cái đó là cái cộng nghiệp đó. Nó ở gần nhà mình có cái hãng nước mắm ở nhà mình thơm không? Đó, mình cũng hôi lây. Mà gần nhà mình có cái hãng mà sấy cà phê tự nhiên mới thơm à. Cái đó gọi là cộng nghiệp. Như thầy trò mình ngồi trong đây, nóng là nóng hết, thầy trò mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó tuôn ào ào thôi. Bị cộng nghiệp. Đó. Thì Đức Phật mới nói là do cái nghiệp của ông thầy tỳ kheo này quá nặng về vấn đề chỉ trích, bài xích, cấm đoán và không tùy hỷ với người khác bố thí. Cho nên đời này sanh ra thông minh nhưng lại nghèo khó, tàn mạc. Đi khất thực mà người ta không có xớt bát, xớt tới ổng là hết cơm. Thức ăn tới ổng, nhiều khi cái đoàn ổng đi cũng không có cơm ăn luôn. Đi cả buổi trời không có ai cúng dường hết. Cho nên với cái biệt danh là tỳ kheo đen là như vậy. Đó. Thì quý vị thấy Đức Phật mới kết thúc lại một điều rằng một người tu tập phải song toàn cả hai phần, đó là phước đức và trí tuệ, giống như đôi cánh của một con chim. Nếu thiếu đi một cánh, chim sẽ không bay được. Và người tu tập thiên về phước đức thì sẽ chìm đắm trong của cải giàu sang nhưng khó giải thoát. Thiên về trí tuệ thì cũng khó khăn, vật chất không thể giàu có được. Và tu tập cũng khó khăn. Cho nên Đức Phật mới khuyên các thầy tỳ kheo cũng chớ có tham lam, mà hãy học hỏi cách bố thí. Thầy đi thầy cũng bố thí bình thường, thầy cũng cho người nghèo, thầy cũng cúng chùa, thậm chí thầy cúng lại cho các thầy khác. Giống như thầy đi giảng ở chùa đó thì Phật tử cúng dường bao nhiêu thầy gửi lại, thầy cúng dường cho thầy trụ trì đó. Mình cúng dường mình có phước, mà Phật tử cúng dường thầy đem đó cúng dường lại Phật tử được phước lần thứ hai. Mà có nhiều người không chịu nha, con cúng cho thầy tại sao thầy lấy thầy đem thì cúng cho người ta, cái đó mới lạ nha. Cho người ta rồi ta muốn làm gì làm kệ người ta, phải không quý vị? Tự nhiên đi dòm ngó tài sản người ta đâu có được, phải không?
Quý vị cúng dường cho thầy thì cái đó trở thành tài sản của thầy. Mắc mớ gì đi dòm ngó tài sản ông thầy. Cái đó là kỳ lắm rồi nha. Thầy đi cúng dường ai, thầy cho ai, hoặc thầy sử dụng cách nào là chuyện của thầy. Tự nhiên đi dòm, kỳ cục vậy. Giống như bữa đó có cái bác đó đi tới chùa, cái dòm chân thầy. Thầy hỏi gì vậy? Bác đó đi dép bờ, con cúng thầy đâu thầy không mang. Trời ơi, thầy cũng không có nhớ bà cúng đôi dép nữa. Thầy là mang dép mũ không à. Tại sao? Tại dép mũ mà đi nắng cũng được, đi mưa cũng được. Quan trọng nhất là không sợ ai mang nhầm. Không có sợ bị mất, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có bị mất. Trời ơi, có nhiều người dễ thương lắm, ăn cắp dép của thầy. Mang cho nó hên, rồi để lại đôi dép khác. Mua đôi dép da, dép mới để. Làm thầy đâu dám mang, dép ai mà mình mang. Trời ơi, là làm thầy đi chân không lên xe. Rồi đi cả buổi trời mới nhắn tin, và con xin lỗi thầy, con lấy dép thầy, con để lại dép da. Thầy nói tại sao ông không lấy, ông nói không nói sớm. Để cho thầy mang đôi dép da, chùa dép da 300 ngàn, đỡ đôi dép nhựa thầy có 15 ngàn à. Không biết cái kiểu gì nữa mà đồn nhau là mang dép thầy nó hên. Đó, nói vậy thôi quý vị ra đừng ăn cắp nghe không. Tự nhiên bà dòm xuống chân thầy, bà nói ủa đôi dép con cúng đây đâu thầy không mang. Thầy nói bà ngộ không? Bà cúng, thầy nhận hết. Mắc gì bà dòm ngó thầy sử dụng đôi dép đó lúc nào, mang đi đâu. Cái đó là không có được nha. Cái đó là tài sản của thầy. Bà dòm ngó tài sản của thầy là không có được nha. Cái bà nói làm gì mà la dữ vậy, khó khăn dữ vậy. Thì con chỉ thắc mắc, con hỏi sao đôi dép của thầy con cúng thầy, thầy không mang. Thầy nói mang không mang là chuyện của thầy. Mà bà còn hỏi thầy đem cho ai vậy hả. Thầy nói cho ai là chuyện của thầy. Mắc gì bà hỏi. Bây giờ tôi nói tôi cho ai, bà biết cái người đó không. Bà nói thì thầy nói coi người đó là ai. Thầy nói cái này mới lãng hơn nữa. Vậy mà cũng ráng hỏi cho được là người đó là ai. Thầy thấy có cái anh Phật tử đi tới chùa thầy làm công quả rồi đứt dép. Thầy mới cho cái anh đó. Thầy cũng không có nhớ cái anh đó là ai nữa. Thầy chỉ biết cái người ở cái xứ đó thôi. Cũng không biết tên, cũng không pháp danh. Bà hỏi người đó là ai. Ngộ quá, quý vị thấy ngộ không? Cái đó là không đúng pháp đó nha. Cúng dường không đúng pháp đó. Thầy nói thầy đâu có mang dép da, con cúng dường dép da là thầy không có mang rồi. Thôi, vậy mà cũng xỉa xói thầy gì. Bữa hôm con thấy bà mai thầy mang dép da mà, con tới chuộng thấy mà. Thầy nói bà kỳ quá, đôi dép da đó là của một cái đứa học trò, đứa con nít. Nó bỏ ống một năm trời, nó thấy thầy mang dép nhựa, chính cái sự phát tâm của nó. Nó mua đôi dép đó 200 mấy chục ngàn, một năm của đứa con nít học lớp 1, lớp 2 đó. Nó bỏ ống đó, nó mua cho nên thầy mới mang cho nó một buổi lúc nó tới chùa thầy cho nó vui thôi. Chứ thầy có mang dép da đâu. Bà nói vậy hả? Con tưởng đâu là thầy cái bên trọng bên khinh nè. Trời ơi, mà thầy cũng không biết cái bà đó là ai nữa. Tại thầy ít có để ý lắm. Đức Phật nói tiếp này các tỳ kheo, có hai cách mà khiến cho con người ta đời sau sanh vào trong nhà hào tộc. Thế nào là hai cách? Một là cung kính cha mẹ dòng tộc. Hai là đem của cải nhà mình sẵn lòng bố thí. Này các thầy tỳ kheo, đó là hai cách khiến cho con người ta đời sau sanh vào trong nhà hào tộc. Các thầy tỳ kheo hãy ghi nhớ và học tập điều này. Khi ấy các thầy tỳ kheo chắp tay vui vẻ dâng lời Đức Phật đảnh lễ lui ra. Đoạn cuối này Đức Phật đưa ra hai cách làm cho con người ta sanh vào trong nhà giàu sang phú quý, có quyền lực. Hào tộc là như vậy đó, tức là giàu mà còn có quyền lực nữa. Hai cách đó là gì? Một là cung kính cha mẹ và dòng tộc. Cái này muốn nói về hiếu thuận, cũng giống như cách trên. Và cái thứ hai đó là đem của cải của nhà mình mà phát tâm bố thí. Cho nên quý vị thấy hiếu thuận cũng là pháp để thành tựu cho sự giàu có của mình sau này. Cho nên hễ mình bất hiếu, điều đó có nghĩa rằng chúng ta sẽ đồng hành với nghèo khó. Hiếu rất quan trọng, cho nên đứng đầu tất cả các hạnh là như thế. Hiếu có thể làm cho chúng ta an lạc, vì hiếu cũng là giới, hiếu cũng là pháp chí đạo, cũng là thánh đạo. Cho nên chúng ta hiếu thuận với cha mẹ là chúng ta có thể trở thành người không nghèo khó ở tương lai, sanh vào trong những gia đình hào tộc. Hiếu rất là quan trọng.
Hiếu ở đây không phải đợi tới cơm dân nước rót, mà hiếu ở đây nó gồm cả tinh thần. Đừng để cho cha mẹ song thân của chúng ta phải lo lắng, phải phiền muộn, phải chết dần chết mòn vì sự ưu khổ lo toan. Có nhiều đứa con nó không trả lời cha mẹ, nó không cãi mà nó làm thôi. Mà mỗi lần nó làm là cha mẹ nó phải thót tim, phải lo lắng nó. Nó đi chơi với bạn bè xấu, giao du với những kẻ bất lương, nó cờ bạc, rồi nghe xì ke ma túy, làm cho mẹ của mình, ba của mình phải lo rầu khổ sở. Đó cũng là bất hiếu, chứ không phải đợi tới cãi lại với cha mẹ mới là bất hiếu đâu quý vị. Cho nên quý vị thấy trong cái bài kinh này, Đức Phật nói rất là rõ về cách để cho chúng ta cải thiện cái nghèo và làm cho mình giàu có lên. Và tất cả đều nằm ở trong quyết định từ nơi suy nghĩ chín chắn của chúng ta. Ai muốn mình giàu, ai hiểu được cái nghèo của mình, từ nơi nội dung của bài kinh này lập khắc chúng ta sẽ biết cách nào cải thiện nó để cuộc sống của chúng ta ấm êm hơn, bình yên hơn. Đó cũng gọi là tu tập để cải thiện cái nghèo, biến thành người giàu có trên phương diện của vật chất. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải phát tâm tu tập như là quy y, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, tọa thiền, phóng sanh, giúp đỡ người nghèo, để chúng tăng trưởng, chúng ta tự tăng trưởng cái công đức tu tập của mình thêm, để cho chúng ta có được một đời sống yên ổn trên cái giàu sang về mặt tinh thần. Còn chúng ta chỉ chuyên về bố thí cúng dường, xin thưa chúng ta giàu có là chắc chắn. Nhưng chúng ta có bình yên để chúng ta hưởng, đó là vấn đề khác. Nhiều khi chúng ta bệnh tật, nó nhiều khi rồi con cái của mình nó phá sản, nó làm cho chúng ta tán gia bại sản, gặp những cái đứa con mà phá gia chi tử đó. Hoặc giả là chúng ta bị người khác làm khó làm dễ, gây những cái cảnh phiền muộn, thì quý vị nghĩ có giàu có để làm gì? Hoặc giả là chúng ta gặp phải một người chồng không chung thủy, hay chúng ta gặp phải một người vợ không trách nhiệm, thì giàu có để làm gì, phải không quý vị? Cho nên tu phước không chưa đủ, thành một ông giàu có, một bà giàu có chưa đủ, mà chúng ta phải cần giàu có bằng cả đạo đức của mình, bằng cả tư cách của mình, sống không phải hơn thua người khác, không lấn át người khác khi chúng ta có điều kiện. Cho nên giàu nhưng không phách, nghèo không tự ti, mà chúng ta biết sống chân tình bằng cả tấm lòng của mình, cải thiện cái phước báo và công đức đó qua từng ngày, từng giờ bằng cái sự phát tâm chân chính của mình. Như vậy chúng ta đã trở thành người giàu có ngay hiện tại, hạnh phúc trong khổ đau ở đây. Vâng, xin được chúc tất cả các vị Phật tử có mặt trong pháp hội hôm nay, quý vị sẽ được bình yên và giàu có dù không có một xu. Nghe thấy mâu thuẫn quá, không có một xu mà giàu có. Chúng ta giàu đạo đức, chúng ta giàu tư cách, đó là cách chúng ta dạy con mình nó giàu có sau này. Khi quý vị giàu đạo đức, giàu nhân cách, thiếu thốn chút đỉnh quý vị cũng bình yên. Còn quý vị không giàu tư cách, không giàu đạo đức, xin lỗi, tiền muôn bạc chảy quý vị vẫn còn thấy thiếu, phải không? Giờ mời quý vị duỗi chân ra từ từ cho bớt mỏi rồi đứng dậy hồi hướng.